Những xác ướp lâu đời nhất thế giới tại Arica, Chile hiện nằm trong danh sách di sản thế giới của Liên Hợp Quốc. Kỹ thuật ướp xác của nền văn hóa Chinchorro đã tồn tại trước người Ai Cập đến 3.000 năm. Đây là sự công nhận nền văn hóa của những người hái lượm, ngư dân từ bờ biển của các vùng Arica, Parinacota và Tarapacá trong điều kiện của một sa mạc khô hạn nhất thế giới. Tuy nhiên, nền văn hóa này, dù không có nông nghiệp cũng như gốm sứ, đã phát triển quy trình ướp xác nhân tạo duy nhất trên thế giới và là quy trình lâu đời nhất. Kỹ thuật này đã xuất hiện từ 7.000 năm trước, như vậy nó có trước những xác ướp khác đã được biết đến trong lịch sử loài người. Kỹ thuật này bao gồm lột da và loại bỏ tất cả các cơ quan nội tạng. Xác sẽ được phơi khô và phủ đầy bụi đất, lông vũ, len và thực vật. Những phần như bàn tay, bàn chân sẽ được tái tạo lại bằng đất sét. Như vậy, đến nay, Chile đã có 7 địa điểm được công nhận là di sản thế giới.